Con yêu ơi, con yêu. Con yêu ơi, dậy đi con yêu. Mười gửi rồi. Hát vô. Mười gửi rồi con yêu ơi, dậy đi con yêu. Trời ơi, nay dậy ha. Thường thường dậy buổi sáng là không có la. Dậy mà ngủ buổi trưa dậy mới la. Nhưng buổi sáng là ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, sao la được. Nào em nè, ai đâm gì đâu em. Dậy đi con yêu. Rồi tối có đái không? Trời ơi, tối không đái miếng nào luôn nha. Mong mốt tập bỏ tả luôn nha chơi nha. Tối bỏ tả luôn bữa nha. Tối giờ còn sợ sập trời ơi, móng chân giò giờ hư hết rồi này. Chút nữa dậy mày sơn móng chân chơi nha. Dậy đi con yêu. Trời ơi, con yêu sáng ngủ đầu bù tóc gối nè. Con yêu. 10 giờ rưỡi rồi, 11 giờ trưa rồi. Trời ơi, bữa cái video clip quay kêu chay dậy cô chú còn la nữa chứ, kêu nhỏ đang ngủ chọc nó gì. Trời 10 giờ sáng rồi còn ngủ gì nữa mày. 10 giờ sáng con này mà để im là nó ngủ tới 12 giờ trưa mà ngủ vậy, rồi cái mất cử sáng, mất cử ấy đâu luôn, rồi vậy rồi trưa sao ngủ trưa, nó ngủ vậy đó. Bây giờ 10 rưỡi phải không, cho tới 4 giờ bắt đầu nó mới ngủ lại cho tới 6 giờ chiều nó mới dậy. Quýnh cho một cái này, dậy đi. Nó nằm hồi cũng lọt xuống cái giường này luôn. Nó nằm vậy đó. Cái gói ngọc là ngọc tối, ngọc ngủ đây, ba chai ngủ đây. Rồi tối cứ dành cái gói tôi ngủ vậy đó. Mở con mắt ra đi. Thôi đi chơi. Lại lên, đi không? Ôi trời ơi, Út kìa. Ok, ngồi dậy, ok, lẹ lên đi ra đây, phải không? Ngủ nha, thôi mẹ đi Út, thôi đi, chạy nhà nha, bye bye. Ủa, Út, hả, đi không? Đi, ngồi dậy, lẹ lên, Út đứng ngoài chợ kìa. Út ơi, chợ chay chút nha, nó đang xe kia chút, rồi lẹ lên. Đi ngoại không? Đi không? Đi Wilson không? Đi Bà Nhung không? Đi Út không? Đi, rồi vậy, đi. Lẹ lên. Có đi bơi không? Đi bơi được không? Không đi bơi hả? Giờ đi đâu? Lẹ lên đi, Út đứng chờ ngoài kìa, lẹ lên. Nói vậy nó mới mở con mắt nó ra đó, chứ mấy đang nằm nó làm vợ diêm nó ngủ tiếp. Trời ơi, coi dùng vậy rồi nay, coi dài đòn dễ sợ không? Trời ơi, coi chân của ông, của mấy em nó dán, thì nó dán, nó sưng, muốn chân đồ cho mấy em, nó dán trái tim đồ vô, coi được không? Coi mặt nó dán luôn nè. Trời, nó dán hai lỗ mũi luôn hả? À, trả em đó. Cái em này là không biết cô nào tặng cho chay nè. Cô nào tặng cho chay em này là chay ôm chay ngủ suốt luôn nè. Đó, mò lỗ tai nè. Đó, tối nào cũng ôm em là mò đó, lỗ tai đó, lỗ tai mốt mò chắc sức lỗ tai con người ta luôn. Cái gì? Hả? Không có sức lỗ tai. Thôi vậy đi ba, đi Vinh Sình với ba Huy nè. Đi ông già không? Đi Bình Dung không? Đi ngoại Nam không? Đi ông ngoại công không? Đi ông nội không? Đi ông nội không? Đi bà ngoại không? Đi ba Bảo không? Đi mẹ Ngân không? Đi Út không? Không đi luôn hả? Vậy không đi ai vậy nhà nha. Đi ba không? Đi không? Đi ba ha. Đi, ngồi dậy. Ngồi dậy đi, mẹ chở đi ba chơi, lẹ lên. Ngồi dậy. Bị sập dưới cái hố đó sâu quá hả? Có đi chính với đi tâm không? Đi điện máy xanh qua không? Rồi đi, ngồi dậy. Con này. Thôi mẹ cho con nằm nướng chút xíu nha. Mới ngủ dậy mà tự nhiên kêu con người ta ngồi dậy liền, ác ha. Ác không?
Ác mà, ác nè. Không hung hả? Không có đầu gối mấy hai. À, trời ơi, nó lọt cái luôn rồi. Đưa bằng chân hung bữa nay. Đưa bằng chân hung bữa nay. Không mà. À, không hung chân hả? Đưa cái bụng hung bữa nay. Mẹ bụng lên hung bữa nay. Đưa, vậy đưa cái mặt hung bữa nay. Hả? Nó không chân không biết trong mặt. À không không chân nữa. Để thôi hút em miếng ai. Hút em miếng ai. À không hút em miếng. Không có chân ơi. Không có đầu gối miếng ai. Hả? Nói mở ra nói sao? Mẹ ơi cho con. Chứ không có kêu đưa đây ba bà nha. Con nói mẹ ơi cho con ba bà. Mẹ ơi cho con. Mẹ ơi cho con ba bà. 10 giờ rưỡi mà 11 giờ đó. Mực gì? Gì 10 rưỡi 11 giờ? 7 không? Nhiêu? 10 giờ 40. Rồi bữa nay bây giờ mẹ làm múc canh cho chay ăn đầu tiên nè, chay sẽ ăn một chén canh nè. Xong rồi có khoảng nửa tiếng tới 45 phút sau cái chay sẽ ăn cái món chính. Mà cái món canh mẹ làm hôm nay là canh rau bina. À, húp hết một chén canh. À, rồi xong rồi cái mình ăn mới mơ rồi cái mẹ làm cho chay ăn trái bắp chay ăn ha. Cái xong rồi mẹ làm cho chay cái gì ta? Ăn canh với ăn bắp nè. Cái xong chừng nào đói đói nữa cái mẹ làm cái món chính ăn là mình ăn trưa món chính luôn đó. Giờ là bị giữa rồi. Nên là vậy là quất phải quất chén canh trước. Giống như là uống nước vậy đó. Vậy là uống nước. Quất chén canh vô trước là có lý luôn á. Ha. Ờ đúng rồi. Rồi ngồi dậy đi. Cô chú coi giường cảnh giường chiếu hoài. Vậy ngồi dậy đi chứ coi cảnh giường chiếu hoài à. Rồi nó lọt dưới luôn rồi kìa. Nó mò lỗ tai nhỏ mò miết luôn. Ai mà coi chay, cô chú nào mà coi chay cô chú sẽ biết cái thói quen ghiền của nó là mẹ mẹ ba bà em có ba bà là phải có em mò mẫm cái lỗ tai miết luôn. Ngộ mỗi đứa nít nó có mỗi cái thời sở thích khác nhau. Đây mẹ bồng chay ra nè chay ơi, đi con đi ra ngoài cho nó ngoài trời sáng lắm không. Trời ơi, hồi tối trước khi đi ngủ quất hết mà hả, nửa trái táo luôn. Đã không? Hồi tối ăn chén canh xong một cái chén chút nước trái táo. Cho con. Cái gì vậy? Trời ơi, làm gì cười vậy? Giống như cười sặc sụa vậy. Ôi, vui không? Vui không? Rồi sao con lọt dưới rồi? Cho con. Mẹ ơi cho con. Mẹ ơi cho con. Không miếng chân miếng coi. Để mẹ ra đây mẹ quay chay cho đẹp nè. Chay ngồi đó đi, mẹ ra đây mẹ quay. Quay cho cô chú coi chay cho đẹp nè. Mẹ nè ngồi đây nè, đây nè. Ngồi. Gì đâu không. Ngồi đó đó. Mẹ ơi mẹ. Sao? Mẹ ơi mẹ muốn đi xuống. Muốn đi xuống hả? Sao con muốn đi xuống? À. Con nhảy, con muốn nhảy xuống tắm không? Không mà tại sao vậy? Mày sao không muốn nhảy xuống tắm? Nhảy xuống hồ. À con muốn tắm ở trong nhà hả? Sao con không tắm cái hồ này nước quá trời nè, sao con không muốn nhảy xuống? Nhảy xuống đi tắm đã lắm. Ok. Rồi 1 2 3 nhảy nha. Rồi. Rồi 1 2 3 nhảy đi. Coi nó kìa, nó là nó dí mang dịch kìa. Rồi dịch mất chiêu rồi. Dữ rồi, dạ chạy dữ chưa. Ui trời, chạy dữ chưa. Mẹ mệt quá mẹ ơi hả. Xả không? Xả đi, cẩn thận từ từ. Rồi leo lên sao? Mất gì tắm à.
muốn đi tắm không? Dạ. Nhảy nhảy xuống sông tắm đi. Nhảy đi, đếm 1, 2, 3, nhảy xuống đi. 1, 2, 3, con sợ chú sợ. À, con sợ hả? À, mẹ ơi. Đây, mẹ mở cửa cho vô, đứng lên, đứng lên. Rồi. Đâu đóng lại được đâu. Con phải nhấc lên con mới đóng lại được, chứ đâu phải đóng vô được đâu. Thôi vô đi, vô đi con. Thầy mẹ chỉ nè, nhấc lên vậy nè. Nè, 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 đưa qua đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, mẹ chỉ cho. Con cầm cái cửa mà con cầm ngay chỗ giữa là ở giữa nha. Nhấc lên. Gạt xuống, đó. Rồi, mẹ đóng cửa lại rồi. Đâu có trèo ra nữa. Đó, đó chạy cho bãi cỏ chi cho cái bàn chân đây cho thầy đang khui kìa. Hả? Không muốn đi đâu? À, không muốn chơi xe đạp hả? Dạ. Cái chân dơ rồi về sao mang dép vô được? Mang dép vô đi, ngồi xuống, tự ngồi xuống mang dép vô đi. Mẹ mang dép. Đây nè, dép mẹ mang nè. Đúng rồi, tự ngồi xuống, tự mang vô. Chân kia, chân kia, chân kia. Đúng rồi. Mẹ cái gì con? Cái gì? Đúng. Đúng rồi, bên kia, đúng rồi. Rồi, gài chặt lại, gài chặt lại, gài chặt vô, cái này chưa chặt nè. Đó, rồi, đi. Đi, giờ đi chạy xe đạp nha. Dạ. Rồi, đi ra, đi ra. Ở đây. Rồi, đứng đây. Bước ra trước đi. Mày bắt trước. Con bước ra trước. Nhiều chuyện à. Ở đây ai là mẹ hả? Mẹ, có mẹ, có mẹ. Có mẹ làm sao? Mẹ mà. Rồi, con bây giờ con xuống làm sao? Xuống làm sao? Đúng rồi, đúng rồi, giỏi. Đi cẩn thận nha con. À, đi cẩn thận là đi vậy hả? Đo bò lết luôn vậy đó hả? Trời ơi, dọc nước kìa. Lạnh không? Lạnh quá chứ gì nữa. Lạnh tay, đúng rồi. Ồ, ba đang tranh s'more chay chay nè. Yeah. Some more, you want some more? Nữa không? Nữa luôn hả? Bao nhiêu nó cũng nhận okay. Hết á. Look up. Đó, nhìn lên. Đây nè, đây để mẹ quay lại chay chay coi nha. Hold on. No, you can't stop. You can't move. Don't move. You're gonna make it. Stay, stay. Stay still. Win, đúng rồi. There you go. Đi lại coi kiến hả? Trời ơi, nó đi dạo nó coi kiến hết á. Từ từ để mày mở lên nè, mở đèn lên.